大啊，应该是作为那种顶炸的东东山的火锅面，哇，这东山的这香味，啊，特别多，这个比高木，啊，和侯丹恩，那个外，đang bị hỏng là mất nguồn. Thì sau quá trình kiểm tra sơ bộ thì nguyên nhân đầu tiên chúng tôi có thể xác nhận được đó là khả năng là do căn âm bị quá tải do chập dây ở trên các đường dây loa. Thì hiện sau đây thì chúng tôi sẽ tiến hành tháo căn âm về kiểm tra và sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, chúng tôi sẽ tiến hành tiếp việc đo đạc lại toàn bộ hệ thống dây loa đã chạy trong tòa nhà và tiến hành đấu nối trả lại cho khách hàng. Hotline 0902 188 722.